trong xây dựng nông thôn mới, Quảng Lâm là một xã được cho là khó khăn nhất so với các xã khác trên địa bàn huyện Đầm Hà. Và cái khó ở đây là bởi cơ sở hạ tầng kinh tế nếu đầu tư cần phải có nguồn kinh phí rất lớn từ nhà nước. Tỷ lệ người đồng bào 98%, trình độ canh tác manh mún, độc canh, độc cư, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo thời điểm bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới của xã là trên 80%. Những tưởng những cái khó, trông khó, việc xây dựng nông thôn mới ở Quảng Lâm khó có thể hoàn thành được. Nhưng sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, Quảng Lâm nay đã bừng sáng và trở thành xã nông thôn mới. Ngày đầu bước vào triển khai xây dựng nông thôn mới, hầu hết các xã của huyện Đầm Hà dường như các tiêu chí chỉ tiêu bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh. Và xã Quảng Lâm là xã khó khăn nhất. Toàn xã có 8 thôn khe bản, trong đó bản xa nhất cách trung tâm gần 20 cây số. Nhưng để đến được, người dân phải đi bộ mất cả một ngày. Và khi đó, phương tiện duy nhất chính là đôi chân. Ngoài khó khăn về đường đi, lối lại, việc phát triển sản xuất của người dân xã Quảng Lâm cũng chẳng sáng sủa gì. Hầu hết người dân ở đây trình độ nhận thức còn hạn chế, sống độc canh, độc cư, canh tác lạc hậu, manh mún, trong khi tiềm năng đất lại bỏ hoang hóa. Qua hai ví dụ trên cũng đủ cho thấy đây chính là sự trăn trở của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân huyện Đầm Hà. Để biến những trăn trở thành hiện thực cuộc sống bằng các giải pháp bứt phá, cách làm sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm của Đảng bộ huyện, lần lượt các xã đều đã cơ bản hoàn thành và đạt xã nông thôn mới. Còn xã Quảng Lâm, một xã vùng cao, dân tộc miền núi, dù khó khăn đủ đường, nhưng đến hết năm 2020, xã Quảng Lâm đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu và là xã cuối cùng của huyện trở thành xã nông thôn mới. Với những kết quả đáng tự hào trong xây dựng nông thôn mới của huyện Đầm Hà nói chung, Quảng Lâm nói riêng hôm nay, thì việc làm đầu tiên của Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc đã thực sự hội tụ được trí tuệ để rồi lan tỏa ra lợi ích. Trở lại hành trình 10 năm xây dựng nông thôn mới ở một xã khó trồng khó như xã Quảng Lâm. Đây là những con đường, dù trời không đổ mưa, nhưng đi bộ còn khó, nói gì đi bằng các phương tiện khác. Tuy nhiên, dù có khó nữa đi chăng mấy, thì con đường này vẫn là lối đi duy nhất của mọi người dân. Vậy nên, việc đầu tiên đặt ra đối với cấp ủy đảng, chính quyền huyện Đầm Hà phải đi tìm lời giải cho cơ sở hạ tầng kinh tế. Bộn bề trong khó khăn, chương trình xây dựng nông thôn mới được ví như những cơn mưa mùa hè nắng gắt. Công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia hiến đất, hiến công, thậm chí còn có không ít hộ dân dù kinh tế vẫn còn khó khăn, nhưng đã hiến cả bằng tiền. Đúng là mưa dầm thấm sâu, sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng kinh tế đã và đang ngày khởi sắc. Tuyến đường của thôn Bình Hồ sau bao năm, từ một con đường mòn chỉ đủ vừa bước chân, thì nay, sự quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Đầm Hà, niềm vui trào dâng đã đến với người dân nơi đây. Tuyến đường này không chỉ rộng ra, to ra, mà tuyến đường còn được khoác trên mình bằng cả một lớp bê tông vững chắc. Quyết tâm cao, hành động quyết liệt, cơ sở hạ tầng kinh tế của xã Quảng Lâm đang ngày hiện diện. Những tuyến đường bê tông hóa liên bản, liên xã, đường nội đồng, đường vào khu sản xuất tập trung uốn lượn như những dải lụa trải dài đến từng thôn, từng bản và từng nhà. Nhà nước hỗ trợ làm cái đường bê tông hóa thì dễ, bây giờ đi về ủy ban thì chỉ có khoảng 10 phút đi xe máy. Đường bây giờ thì xây dựng cái đường đi đâu đi ở những cái nương ruộng đâu cũng có cái đường đi lại. Đường xã đi lại nó bây giờ nó thoải mái hơn, nó không như hồi xưa trước thì đường xã nó bé, nó khó đi, nó không đi được.
Đấy, xe đạp nó cũng chưa đi được, bây giờ ô tô cũng vào được đến nhà rồi. Giờ đường xá có nhà đi được vào đến nhà thoải mái hơn rồi. Giờ nó cũng vui lắm rồi, các nhà trong gia đình của nhà giờ trong mãi trong xó kia được hỗ trợ nhà nước, nó cho được đường vi tông vào đến nhà. Trong xây dựng nông thôn mới ở xã Quảng Lâm, nếu như trong đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế khó 1, thì trên lĩnh vực chuyển đổi tư duy cho người dân trong phát triển kinh tế khó gấp 100 lần. Vậy nên cùng với tập trung mọi nguồn lực, tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, quy hoạch vùng sản xuất tập trung, kênh mương nội đồng, đường nội thôn, đường liên thôn để lấy đó làm khâu đột phá trong phát triển sản xuất. Huyện Đầm Hà xây dựng các cơ chế hỗ trợ mô hình kinh tế, trong đó lấy công tác tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi làm khâu đột phá. Tuy nhiên, dù đã xác định hướng đi đúng, nhưng khi triển khai lại không hề đơn giản. Bởi lẽ, Quảng Lâm là xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo thời điểm bắt đầu bước vào xây dựng nông thôn mới lên tới trên 80%, và tỷ lệ hộ nghèo cao như thế đồng nghĩa với sự trì trệ của người dân trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Không ít hộ dân dù đã được hỗ trợ giống, hỗ trợ vốn cho mô hình phát triển kinh tế, nhưng cứ hết hỗ trợ mô hình, chuồng trại lại bỏ hoang. Ruộng vườn, cỏ dại lại chiếm chỗ. Và câu chuyện về hộ nghèo bền vững đã trở thành một ẩn số mà cấp ủy đảng, chính quyền huyện Đầm Hà cũng như xã Quảng Lâm đi tìm lời giải. Nhiều cuộc họp quên thời gian để tìm các giải pháp giúp cho người dân thay đổi được tập tục canh tác sản xuất, phá bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại, phá thế độc canh của đảng ủy xã Quảng Lâm đã dần phát huy hiệu quả. Ngay từ khâu phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, đảng viên cũng được đổi mới. Không chỉ cán bộ được phân công phụ trách địa bàn, phải xây dựng kế hoạch cụ thể cho công việc được giao, mà ngay cả các đồng chí bí thư đảng ủy xã hay chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã, hàng tuần đều phải dành thời gian đến tận các hộ gia đình hay các vùng sản xuất, canh tác của người dân để vừa là kiểm tra thực tế, vừa là chuyên lửa về những cách làm mới trong sản xuất, canh tác cho người nông dân. Đồng thời đảng ủy xã cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên ở các chi bộ thôn, bản để vừa tuyên truyền, vừa trực tiếp cầm tay chỉ việc cho người dân phát triển các mô hình kinh tế, cũng như mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới. Nên giờ đây, người dân cũng đã có chuyển rõ nét về tư duy phát triển kinh tế hộ gia đình. Tuyên truyền vận động thì cũng ban đầu cũng gặp khó khăn. Nhưng mà sau đó thì dần dần từ trước thì nhiều bà con thì về tiếng phổ thông thì chưa thạo. Cho nên hiện nay thì cơ bản là từ cái lớp mà trẻ thì cũng đã có học hành, thì cũng đã biết được tiếng phổ thông. Và trong đó là cũng nhận thức được từ cái chính sách của nhà nước và đưa ra thì người dân bắt đầu tiếp thu. Cho nên là cũng hiện nay thì người dân cũng đã nhận thức được, hiểu được. Khu đồi này trước đây người dân không trồng gì vì độc đá thôi, nhưng được cán bộ xã đến tận nhà vận động người dân không được bỏ đất hoang. Hơn nữa cán bộ xã còn không quản ngại đường đất khó, đi lên tận đồi hướng dẫn trồng cây quế. Vì vậy gia đình tôi cũng như các hộ dân trong bản không còn bỏ hoang đất nữa. Nhiều hộ gia đình trồng trước giờ đã được thu hoạch rồi, nhiều tiền lắm. Những mấy trăm triệu đồng cơ, giờ gia đình tôi cố gắng và không còn nghèo như trước nữa. Tôi vui lắm. Một chủ trương phù hợp với thực tiễn là cơ sở cho việc triển khai thực hiện. Bằng những việc làm cụ thể, công việc cụ thể đã tạo được sự thay đổi nhận thức của đa số người dân, lôi cuốn người dân xây dựng nông thôn mới. Từ chỗ số đông còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào đầu tư của nhà nước, đã chuyển sang chủ động, tự tin tham gia tích cực vào xây dựng nông thôn mới. Mặt khác, đối với đội ngũ cán bộ vận hành chương trình, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở đã có tiến bộ rõ rệt, nhận thức đầy đủ hơn và chỉ đạo chương trình có hiệu quả hơn, nhất là trong thực hiện việc nâng cao thu nhập cho người nông dân. Hình ảnh về khu đất ruộng canh tác kém hiệu quả của các thành viên hợp tác xã Quế Lâm chuyên sản xuất rượu khoai, xã Quảng Lâm đã được chuyển đổi thành nhà xưởng sản xuất rượu khoai. Sau 5 năm, từ viên gạch đầu tiên là cả một tương lai phía trước.
tương lai, về sự ấm no, hạnh phúc, đầy hứa hẹn của người dân nơi đây. Với quy mô đầu tư, sau khi xưởng sản xuất đi vào hoạt động, mỗi năm sản phẩm rượu khoai do hợp tác xã sản xuất đã cung cấp ra thị trường trên 20.000 lít rượu khoai, mang lại lợi nhuận lên đến hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, khi cơ sở sản xuất của hợp tác xã đi vào hoạt động, ngoài số lao động trực tiếp tại hợp tác xã có công ăn việc làm và thu nhập ổn định, thì những người dân trên địa bàn xã có thêm một loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế, có phần nâng cao thu nhập cho người nông dân. Và để có được thành quả như ngày hôm nay, không thể không nhắc tới vai trò của người chuyên lửa, khai thông và mang đến cho người dân nơi vùng đất đầy nắng và gió, vốn chỉ quen với ruộng đồng, một tư duy mới, một cách làm mới, để rồi chính những người nông dân này ngày càng trở nên giàu có hơn. Như cái khoai của mình đấy, trước kia sản xuất ra thì tiêu thụ nó cũng không được mấy, vì ăn cũng chẳng ăn được bao nhiêu, bán ra thị trường thì vận chuyển ra Đầm Hà nó cũng khó. Sau này thì có cái nghị quyết 45 của tỉnh ấy, về hỗ trợ sản xuất, nên là tôi nghiên cứu là cái sản phẩm này là sản phẩm đưa được vào OCOP, mà chính Trần Việt Dũng, chủ tịch huyện đấy là rất là quan tâm. Ông Dũng không cứ bảo là anh là phải đưa cái này vào OCOP. Ban đầu tôi còn chưa hiểu OCOP là cái gì cơ. Thế là đưa vào cái huyện giúp xây dựng thương hiệu này, rồi là hỗ trợ tiền này, là chính cái nhà này là được 695 triệu. Thành quả về xây dựng nông thôn mới đã và đang tạo cho Quảng Lâm thay da đổi thịt, niềm tin của người dân ngày càng được đơm đầy. Cũng giống như bao hộ gia đình khác trên địa bàn xã Quảng Lâm, gia đình ông Lầu Thủ Sáng, bản Mào Liềng đã từng là hộ gia đình có hàng chục năm nằm trong danh sách hộ nghèo của xã, của bản. Nhưng kể từ khi xã triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, gia đình ông Sáng được huyện hỗ trợ giống, vốn để chăn nuôi lợn, gà và được xã cho học các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng cấy. Sau bao năm vất vả, giờ đây gia đình ông đã trở thành hộ khá, hộ giàu của xã, của bản. Ngôi nhà còn thơm mùi sơn mới đã trở thành minh chứng sống động cho một chương trình ý đảng lòng dân. Có nông thôn mới, có nhà đẹp, có đường đẹp, phát triển, thế là tôi rất vui. Ngày xưa đường bé bé đi thôi, bao giờ ai cũng có đường đẹp thì ai cũng biết làm kinh tế giỏi rồi. Đường ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã chắp cánh cho những người nông dân trên địa bàn xã Quảng Lâm càng thêm nghị lực. Đằng sau những cánh đồng ngô, lúa đang vươn mình trải dài xanh ngát, những đồi cây ăn quả đang trổ hoa kết trái và cả những đồi keo, đồi quế đang kỳ thu hoạch đã là lời giải sinh động cho sự cố gắng nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đầm Hà nói chung, xã Quảng Lâm nói riêng. Và cũng chính từ đây, chắc chắn rằng các mô hình phát triển sản xuất sẽ ngày một nhiều hơn, hiệu quả hơn, qua đó giúp người dân nơi đây vươn lên thoát nghèo bền vững. Trước đây nhà nào cũng có rừng nhưng ít nhà trồng lắm, nhưng được cán bộ xã tuyên truyền vận động, bây giờ rừng nhà nào cũng trồng keo hoặc quế. Rừng nhà tôi sắp được thu hoạch rồi, nhưng nay tôi đi bóc vỏ quế, mỗi ngày cũng được 300 nghìn. Nên bản tôi nhiều người đi bóc vỏ quế lắm, không như trước đây chỉ ở nhà chơi đâu. Trên chặng đường 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thời gian chưa phải là dài đối với một xã ngày đầu khó khăn trồng chất khó khăn. Nhưng điều khẳng định, chương trình xây dựng nông thôn mới đã thực sự tạo sự đổi thay căn bản để tạo thế và lực cho người dân xã Quảng Lâm biến thách thức thành hiện thực. Năm 2011, qua rà soát ấy, thì bình quân mức sống của người dân mới là 12,5 triệu. Nhưng kết thúc năm 2020, đấy, thì chúng tôi tính bình quân mà qua rà soát ấy, thì bình quân đã đạt được 50,6 triệu đồng trên một người trên năm. Thành quả ngọt ngào sau bao tháng ngày, giờ đây xã Quảng Lâm đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí chỉ tiêu. Và năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Quảng Lâm đã vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tôi đã đạt chuẩn nông thôn mới. Thế và trong cái mục tiêu để xây dựng đạt nông thôn mới nâng cao trong một quyết Đảng ủy Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 là xã Quảng Lâm sẽ đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2023. Thế thì cái phương án nhất là chúng tôi là phải duy trì và giữ vững những cái tiêu chí đạt được. Thế và tiếp tục
đầu tư, và nhất là những cái tiêu chí mà không cần sự hỗ trợ nhà nước. Ví dụ như là tiêu chí về hộ mẫu này, vườn mẫu này, đấy, tiêu chí về gia đình kiểu mẫu, ví dụ chắc là ăn ở sạch sẽ, vệ sinh. Thế rồi là những cái huy động những cái nguồn lực để mở rộng thêm cái chỗ khác. Thế và tiếp tục hỗ trợ những cái gia đình có cái hướng là phát triển trang trại, gia trại nâng lên. Đấy. Thế và tìm những cái nguồn cây quế. Vừa rồi ấy thì xã cũng đã liên hệ với lại công ty Sơn Hà đấy, công ty mà về cái thẩm định quế hữu cơ đấy. Thế thì Quảng Lâm cũng được cấp bằng chứng chỉ, chúng tôi có quyết định đâu mà. Về quế đạt tiêu chuẩn hữu cơ, có thể xuất khẩu được sang Singapore hoặc các thị trường châu Âu. Bỏ lại phía sau những ngày gian khó, chương trình xây dựng nông thôn mới đã và đang mang đến cho người dân xã Quảng Lâm nhiều cơ hội mới. Từ trên cao nhìn xuống, ngày càng nhiều các ngôi nhà xây mới ở các bản làng, những cánh đồng lúa trải dài, những cánh rừng ngút ngàn màu xanh của cỏ cây, hoa lá và những người nông dân hiền lành, cần cù, chịu khó, đang ngày đêm hăng say lao động, làm giàu trên chính mảnh đất mình sinh sống. Hy vọng rằng sự sáng tạo trong triển khai xây dựng nông thôn mới ngày càng lan tỏa, tạo cho bộ mặt nông thôn của xã Quảng Lâm bước trên một tầm cao mới, góp phần xây dựng quê hương Đầm Hà ngày một đẹp giàu.